Kính thưa quý vị khán giả, ngày 12 tháng 1 năm 2023, Công an thị xã Hòa Thành cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Kim Lan, sinh năm 1974, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để điều tra làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 1 năm 2023, tại khu vực ấp Trường Đức, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Công an xã Trường Đông bắt quả tang đối tượng Trần Kim Lan, sinh năm 1974, ngụ ấp Bầu Tép, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, đang điều khiển xe mô tô chở một thùng giấy cắt tông, bên trong chứa 12 bịch pháo banh và 5 hộp pháo hoa, tổng trọng lượng 13,9 kg. Tại cơ quan công an, bước đầu bà Lan khai nhận mang số pháo trên đến thị xã Hòa Thành bán kiếm lời. Hiện vụ việc đang được công an thị xã Hòa Thành tiếp tục điều tra làm rõ.